Nói gì vậy? Ai mua vú sữa? Có cần đi giống như model không? Chỉ được nhìn, được ăn, không được bóp. Người ta nói ăn luôn vỏ, lúc nãy Hà tưởng đâu là sẽ để như vậy rửa mà ăn, nhưng mà mình phải lợt gọt một lớp mỏng. Dạ không, em ăn thử nha. Cần Thơ nhiều trái mận. Gạo trắng nước trong mời. Nếu đi chợ nổi mà muốn mua trái cây là đừng có mua liền, phải đi một vòng. Và nhớ là vú sữa là 3 kg 100 ngàn chứ không phải 50 ngàn 1 kg như hồi sáng kêu rồi, sáng kêu là 5 số ký 100 ngàn luôn. Đẹp quá.